Hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 4, mình có một số cây mai chiêu thủy giá từ 200.000 tới 700.000. 700.000 có hai cây và hai cây linh sam. Thì gia đình mình sắp tới là mình đăng linh sam ha. Còn số mai chiêu thủy đó giá hơi cao một chút xíu, thì xong cái lô này mình sẽ chuyển qua linh sam. Linh sam là hàng phía sau đây. Quay từ từ cho anh chị mình coi. Còn hồi hôm thì mình cũng có bán một số rồi. Thì cây nào còn, cây nào bán rồi thì mình đã để ở phần bình luận á. Anh chị mình xem giúp em, hoặc là anh chị mình ưng ý cây nào thì cứ điện cho em ở còn hay không. Còn nhắn tin hỏi thì lâu quá ha. Tại vì giá của em là đã đưa cho anh chị mình coi hết. Và phí, ví dụ như cái cây đầu tiên là cây này là 300 ngàn, thì em báo giá là 200 ngàn, 200 ngàn bao ship luôn là 300 ngàn. Anh chị mình lưu ý ha. Tiền ship mỗi một cây vậy là 100 ngàn ship toàn quốc. Thì bên em sẽ báo giá tại nhà. Ví dụ như cây siêu bông số 44, bên em bán 600 đây, thì em sẽ báo giá là 500 ngàn. Anh chị mình lưu ý ha. Rồi làm việc. Thì cây đầu tiên là cây linh sam 86. Cây này là giá số 43, giá 3, giá 200 ngàn, bao ship là 300 ngàn, ship toàn quốc. Cây này là cây già lắm nè, linh sam 86 số 43, giá 200. Cái này nó cũng khó mà ra dáng, cho nên là nó chơi phong cách có cành à. Cái chậu này khoảng tấc rưỡi, tất nhiên là em ship luôn cái chậu ha. Cái chậu này em bán có 20.000 à. Số 43 giá 200. Số 44 giá 500. Cây này là cây siêu bông. Được rồi, mình kêu 600 ngàn á, bao ship là chưa bán được đây. Hôm nay kêu giá 500 thì cũng ra 600 ngàn bao ship. Cây này số 44 giá 500. Anh chị mình thấy thứ nhất là nó rất là già. Dạ, ở đây là bầy này em nuôi, mình tạo từ nhỏ cho nên mình biết cái rễ nó rất là già ha. Không, cây nè 500 ngàn vô cùng xứng đáng nha, là cây linh sam siêu bông. Không, lá nó không có bự. Đây em sẽ quay cho anh chị mình coi, mình đang vừa cắt ngâm rễ chuẩn bị nó ra, bữa nay ship là vừa luôn. Bữa nay sớm giờ bán cũng được 200 nhánh. Thì anh chị mình mua thì gọi cho em 0987 557 550. Thì đợt này là hàng nhánh nó về ngâm nước gì đi khoảng 7 ngày không chết ha. Hoặc là anh chị mình có mua mấy cây cây này có chen chen vô được số nhánh nào thì em sẽ dẫn bán lẻ luôn. Anh chị lưu ý nha. Có số trường hợp mua 5 nhánh, 3 nhánh gì đó, 10.000 nhánh. Rồi bên em bao ship. Thì ship chung những cây này, tại vì cần có một số anh chị mình ở xa không có điều kiện mua nhiều, mua 5-10 nhánh thì kẹt cho em quá. Nhưng mà anh chị mình mua số cây này rồi mua cây linh sam là kêu bằng gộp đơn á, mua chung á, thì bên em có thể xen vô ship được. Còn trường hợp mà mua nhánh không, mà mua chừng 5 cây 10 cây là bên em không bao ship được. Ship được là 50 cây, bên em 500 ngàn bao ship. Rồi nói chung là cứ cây số này là cây số 44 nha, 500 ngàn ha, già lắm anh chị mình, bỏ cây này là tiếc. Không có ôm dây ha, anh chị mình có thể về tạo hình nó đẹp hơn nữa. 500 ngàn số 44, 200 ngàn số 43,
Số 44 là Linh Sam Siêu Bông. Mình nhắc lại nha, là Linh Sam Siêu Bông nha anh chị mình. Số 45, đây là cây mai chiếu hỷ lá tung. Toàn bộ từ 45 tở đi là đều là cây mai chiếu hỷ lá tung. Hồi hôm vẫn có trường hợp anh chị mình hỏi là cây mai gì, thì em xin nhắc lại là cây mai chiếu hỷ lá tung ha. Từ 45 tở lên. Đây, giá 500k. Cây này là người ta nuôi dưới đất 7 năm mà anh chị mình, 7 năm tuổi á. Cái tai vô bóp không giáp ha. Nó khoảng 20 hoành hơn ha. Đế cũng khá nè. Cái thẹo người ta nuôi nè, anh chị mình về nuôi cái thẹo này liền là cũng căng lắm. Giá 500.000 là hữu nghị á. Đế cũng khá ha. Nu nè, 1 2 3 4 này. Đế. Đây là anh chị mình thích mặt nào đẹp, anh chị mình cho là mặt đó là mặt tiền. À, khi xếp thì bên em sẽ cắt ngang đây nha. Nó ra lại anh chị mình tạo hình ha. Tại dài quá gì là bên em xếp không có được. Anh chị mình thông cảm nha, nó dài cả mét. Cây này giá 500 là rẻ bèo luôn. Thì bên em thông báo nó có hai cái kênh Ốc Vũ Chợ Lách và cái kênh Cây Cảnh Linh Sam Ốc Vũ. Thì anh chị mình đang xem cái video này thì xuống cái phần bình luận hoặc là tìm Chợ Lách Ốc Vũ, bấm số điện thoại tìm kiếm, chuyển qua cái kênh đó giúp em ha. Mình sau này cái kênh bên kia quay nó rất là rõ hơn. Cái video cái máy này quay cũng tạm được thôi. Bốn mươi sáu, giá rẻ bèo 200.000. Đây, cây này là mình vô mình bứng trước Tết cho nên là anh chị mình cây này bứng trước Tết ha, anh chị mình yên tâm nha. 200.000 là nói chung là lấy tiền công với tiền thợ người ta cắt người ta gọt nuôi như vậy rồi vô chậu nữa. Thì anh chị mình gãi đã gãi phân ha anh chị mình ha. Đã có ăn phân cho nên là cây rất là khỏe. 200.000 số 46. Tiếp theo cây số 47. Sao cây này cũng 200 ta. Mình nghía xa cho anh chị mình coi. Cây này chơi phong cao ha. Đây cành 1 đây. Cành 2 cái ngọn nè. Số 47 giá 200.000. Anh chị mình lưu ý nha, em đọc như vậy mà có số anh chị mình nói tâm gửi là em bó tay á. Số 48 giá 300.000. Video còn đây ha, anh chị mình cứ chụp hình. Trường hợp anh em lỡ mà có giao lộn cây thì anh chị mình có quyền không nhận hoặc là hai bên thương thảo. Tại trường hợp đó là ngoài ý muốn. Tại cái cây có mấy trăm ngàn không có ai. Người bán cũng không có ai mà làm bậy để mất uy tín của mình. Số tiền nhiều cũng vậy. Số 48. Tuy anh chị mình chưa có gặp mặt và chưa có hiểu em, nhưng mà em bán thường xuyên trên kênh YouTube. Anh chị mình tin tưởng thì gọi qua số điện thoại 0987 557 550. Nhận hàng trả tiền anh chị mình, không có cần phải chuyển khoản. Trường hợp bơm thì cũng rất là ít thôi. 48 giá 300. Tại bên em bán giá như vậy thì anh chị nở lòng nào mà bơm. Số 49 giá 500. Cây này thì được cái nó già,
cho nên là nó phải mắc hơn. Và cốt cành nè, chân cành anh chị em thấy không, đây có chân cành một nè, cái ngọn nè. Thì đối với anh em năm tâm vẫn rẻ, nhưng mà đối với người mua năm tâm vẫn mắc thì tùy, người ta thích người ta mua thôi, người ta thích mặt nào là mặt tiền người ta mua thôi. Ví dụ như cây này có số người chọn mặt tiền là mặt này, tại vì người ta nói là cái mặt này nó già nó nu ha. Cây này mà giá 500.000 thôi. Còn mặt này thì theo em thì em thấy mặt này do cái đường thân của nó ha, cốt cành nó đi phía sau. 500.000 nha anh chị mình, số 49 ha. Đây. Đối với những chậu xi măng này là em nhổ ra ha. Còn đối với những cái chậu này thì có thể em cho, tức là chậu xịn là em ship luôn chậu. Đó. Còn mà chậu như gì thì có 10.000 cái. Thì rồi em bán 3-4 chậu, 3 chậu 4 thì cũng 10.000 cái. Cho nên là anh chị mình bỏ lại giúp em nha. Nó không có đáng để ship đi. Số 50 giá 700. Tại sao cái cây 50 này nó mắc hơn cái cây 49? Tại lý do là em thích cây này hơn. Thì tùy anh chị mình thích cây nào mình mua cây nấy. Một chút xíu nữa em sẽ quay lại từ cây cho anh chị mình nghía một lần nữa. Rồi mình sẽ quyết định cây số 50. Và điện cho em nha. Nhắn tin thì có khi người ta điện là thua. 700.000 ha. Cây này là người ta nuôi đọn anh chị mình thấy không? Đó. Số 51 giá 600. Già lắm, bài cây này là nuôi dưới đất, là anh chị mình thấy người ta cố tình người ta nuôi như vậy thì người ta không có muốn bán. Em mua được cái bài này thì nói chung giá cũng rẻ, cho nên là giao lưu với anh chị mình giá này thôi ha. 600. Cây số 52 giá 600. Mà em đánh giá cây 51 đẹp hơn cây 52. Cây 52 này đế thì nó khá hơn. Mỗi một trời, 52 này cũng đẹp nha anh chị mình ha. Không có thua đâu nha nè. Không thua đâu. 600.000. Cây như vậy thì vừa người ta nuôi 6-7 năm rồi. Cho 1 năm 100.000 thì 6 năm cũng 600 rồi. Cây số 53 700. Cây này sao nó mắc ta. Em cũng đánh số đại em bán chứ anh chị mình thích cây nào mình mua cây nấy ha. Thích cây nào mình cứ mua cây nấy thôi. Đó. Số 57. Số 53 nha anh chị mình. Em xin lỗi nha. Số 53. 700. Số 54 giá 400. Cái cây này cái chậu đẹp mà giá nó cũng mềm luôn. Không hiểu luôn. Bự à. 54. Em quay vòng thôi nha anh chị mình ha. Thích thì mình chốt. Em xin nhắc lại nha, mấy cái cây này em cắt ngang đây nha. Chứ để ship dài quá bên em lỗ luôn ạ. Thùng cái thùng hết 50 công đóng này kia nữa.
thùng công đóng tiền phí nó thì dao động khoảng 100.000 là bên em vừa, bên em cũng vừa cho anh chị mình toàn quốc. Anh chị mình có khi ở Hà Nội, ở Hải Dương, đồ Hải Phòng ha, các tỉnh miền Tây thì bên em lãnh ship 100.000 này một cái thùng công đóng. Rồi đối với những cái chậu này là em bỏ lại, không có bỏ lại ha, giá chỉ có 400.000, ship đi là 500.000 bao ship. Anh chị mình ở xa không có điều kiện đi vô vườn mua như bên em, thì rồi bên em phải về phải cắt gọt ha, làm đế rồi mới mới xả được ra cái dáng như vậy, thì vô cùng xứng đáng với giá là 54, giá 400.000, số 515 giá 400. Chậu này bỏ lại, chậu này nó nặng lắm. Bốn trăm ngàn cái cây như gì thì không có thể nào mà không mua được. Số 55. Tuyệt vời. Anh chị mình nghĩa lại giúp em nha, cây số 55. Bự á. 54. 400, 53, 700. Lý do nào 700 thì nó đẹp. 52 giá 600. 51 giá 600. 50 giá 700. Bốn mươi chín giá 500. Mai Chiêu Thủy với anh chị mình 48 giá 300. Cha cây này bèo, bèo là nó rẻ bèo á. Cây số 47 giá 200. Cây 46 giá 200. Cây 45 giá 500. 45 này đẹp. Và 44 giá 500. 43 giá 200. Rồi ha, anh chị mình lưu ý nha. Còn cô giáo thì hôm thì nó còn có cây 36, 39, 41, 42. Thì mình có phần bình luận ở dưới á, anh chị mình có thể coi cái video lúc ngày hôm, mà nếu những cái cây này anh chị mình ưng ý, giá cũng 200 có, 300 có. Ha. Đó. Xin nhắc lại nha, nhánh Linh Sam siêu bông bên em. Số lượng thì hồi nãy giờ mình bán cũng khoảng 300 cây thì nhiêu đây nó chắc cũng cũng còn dư á. Anh chị mình cứ chốt là, nếu mà em giao không đủ thì em sẽ điện là hẹn cái lô tiếp theo ha. Tại mình về hoài. Cái địa chỉ của em á là có cái bảng hiệu, anh chị mình lưu ý nha. Không có giấy phép kinh doanh luôn. Đừng có sợ nhận hàng mới trả tiền mà không có lý do nào mà ngại ngùng hết. Siêu bông Mai Chú Thủy à, bên em chuyên Linh Sam siêu bông với Mai Chú Thủy cho nên cái bảng cũng để như vậy luôn. Đây cái đường đây. Gia đình mình có mua có về thì từ Hòa Nghĩa tới nhà em khoảng 2 cây, 2 cây số. Có 2 cây linh sam hồng to rất là to. Rồi mình xin gác máy nha, quay nhiều nó tải lên không nổi, chết cha luôn. Đó. À.